hôm nay là bài của lớp 8A1. Thực sự 8A1 các bạn vẽ rất là chu đáo luôn á. Đầu tiên á là điểm bố cục. Tức là bố cục là gì á? Tức là cách sắp xếp các mảng hình cũng như là cái chính, cái phụ, rồi cái xa, cái gần. Cân đối trên cái khổ giấy mà mình làm thì gọi là bố cục. À, nó cân đối hoàn chỉnh và có điểm nhấn. Rồi cái thứ hai là về màu sắc á, các bạn họa sắc này kia tươi mới. Học cơ bản thì chỉ cần là tươi sáng thôi là được ha. Rồi cái thứ ba nữa đó là về đường nét tạo hình bằng cái nét vẽ nha, chứ không được dùng thước để vẽ đó. Rồi cái thứ tư đó là cái tính sáng tạo. Chỉ có 4 tiêu chí như vậy thôi thì các bạn sẽ được điểm rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu như mình chấm thôi. Thầy ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Các bạn muốn đăng ký học online thì vô nhắn tin Zalo cho thầy đi, ở trong cái phần mà content có đó. Rồi bây giờ như thế này, quay gần một tí nữa cho các bạn dễ ha, dễ xem bài hơn. Rồi à, như thế này, em cũng thành phố Hồ Chí Minh nè thầy, chào em, bạn gấu trắng. Hoa đâu rồi ạ? Ủa hoa nè em, một đống hoa nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình chấm điểm nha. Cái bài đầu tiên á, bạn chơi theo kiểu cái kiểu như là tông màu trung tính, và ở đây bạn diễn tả bằng nét chì á, cho nên là nói chung diễn tả hình khối á, cũng có, nhưng mà về cái vấn đề nó là bạn sử dụng thước để vẽ, cho nên là thầy không có thích cho lắm, và thầy cứ nhắc suốt à, nhưng mà nhắc các bạn cũng sử dụng thước thì sử dụng à, thành ra là không có sửa. Thế thì theo các bạn bài này á, theo đúng hồi nãy thầy đã liệt kê ra cho các bạn xem đó về cái cách chấm á, thì bài này mình sẽ được khoảng bao nhiêu điểm? Các bạn thử cho đi nào. Rồi 8 hả? 8-7 luôn hả? Cao thế nhờ. Rồi bây giờ bài này á, thầy sẽ cho về cái mảng tạo hình và cái mảng tương đối về cái bố trí. Bạn bị sai về cái tạo hình những cái cột điện ha, cho nên tại vì không biết cách tạo hình á, mà dùng thước hình dáng không hay. Rồi bài này thì là chỉ được 7 điểm thôi nha. Rồi tiếp theo tới bài này cũng dùng thước để vẽ luôn nè. Thì bây giờ bài này á thì là cái mảng nó rất là đơn giản luôn, cho nên là nó không có một cái gì mà nó phức tạp trong cái chăm của mình. Chi tiết toàn là những cái mảng lớn không à, cho nên nó rất là dễ tô. Thì theo các bạn, với cái mảng chi tiết đơn giản như thế này, mặc dù bạn có màu nhưng mà bạn sử dụng thước toàn bộ luôn, tức là cái tinh thần vẽ là nó tương đối, nó cũng không có sáng tạo mấy. Thì theo các bạn thì sẽ cho điểm bao nhiêu? Trời ơi quá trời luôn ha. À, thì bài này chỉ được là 7,5 điểm thôi nha, vì tạo hình được cái là có màu. Đấy, 7,5 điểm. Em đông ở Cần Thơ nè thầy. Ủa làm sao mà tạo cái tên để cái tên giống của thầy vậy? Ngộ quá vậy, đông ơi là đông. Rồi giờ tiếp theo bằng này. Bằng này thì sử dụng thước. Ở cái bài này thì thầy thấy là nó cũng đỡ hơn những bạn khác. Tuy nhiên á, trong cái bài này bạn vẽ rất là dễ thương nha. Con thuyền thúng nè, người đi tắm biển nè, và những cái người li ti ở đây nữa là rất là dễ thương. À, cái ý tưởng của bạn á, cái ý tưởng mình nhìn vô mình thấy rõ ràng là về cái phần ý tưởng các bạn có cái chất vẽ ở trong đó, cái chất họa, cho nên bài này xứng đáng á, là được 8 điểm. Bạn thắng lớp 8A1 nha, vẽ rất là giỏi đó. À, hôm nay bài của chúng ta chấm hơi bị nhiều luôn á, tại vì lớp mình tới 30 mấy bạn lận, mà bạn nào cũng vẽ tốt cả. Rồi giờ tới bạn này. Bạn này vẽ đó mà thầy nhìn đó thì thầy tưởng là bạn này vẽ cái cây thông Noel chứ không phải là cái ụ rơm. Đấy. Rồi về cái tạo hình bạn này thì nói chung thì tức là có ý tưởng, nhưng mà kiểu như các bạn đã cố gắng hết sức rồi, cho nên là vì cái đường nét tạo hình được cái á, bạn không sử dụng thước ha, rất là cái trân quý ở điều này, cho nên là cho bạn điểm bằng với cái bạn hồi nãy luôn ha, đó là 7,5 điểm, để mình cố gắng hơn nha. Quá trời luôn kìa, quá trời cho điểm luôn ha. Rồi giờ tiếp theo nè, thầy chấm nương tay quá. Đúng rồi, thầy lúc nào không nương tay, nương tay nhưng mà nó còn vào nó hỏi công bằng ở đâu, công lý ở đâu hoài, đâu dám chấm thấp đâu em, sợ hãi lắm. Rồi giờ tiếp theo nè, bài này
bạn tạo hình khói á, hình khói của căn nhà thì tạo hình nó kiểu như có cái ý tạo hình nhưng mà bạn chưa có biết được cái nguyên lý xa gần á, thành ra nó còn hơi có những cái phần sai, nhưng mà phần này mình chăm chế cho bạn ha. Vẽ tính theo điểm thiếu nhi đi, chứ nếu như mà tính theo đúng cái luật lệ thì nó hơi khó. Giới thiệu bự quá ha, cái căn nhà có chút xíu, một chút thiện ba lớn nè, kinh khủng thực sự. Và bạn này á là bằng điểm của bạn hồi nãy luôn ha, là 7,5 điểm. Thầy sẽ không có nói nhiều về mấy cái bố cục này kia ha, mình chấm nhiều ngày rồi cho nên mình cũng đã biết cái cách mà chấm điểm này kia rồi. Rồi tiếp theo bạn này chậu nó y chang các bạn hồi nãy, không xê luôn, các bạn dùng thước hai bài y chang luôn, để thầy lấy ra thầy xem đây, y chang luôn nè. Đấy, một bạn thì dùng thước để vẽ, còn một bạn hả là dùng bình thường. Đấy, bạn này thì vẽ nó còn hơi sơ sài quá, không có chỉnh chu cái bài của mình và tô chưa có xong ha, cho nên bạn này là chỉ được 6,5 điểm thôi nha. Thời gian mình làm rất là nhiều nhưng mà tô như thế này là chưa có hoàn thành bài đấy. Rồi tiếp theo, ô bạn này cái ý tưởng cũng có nè. À, các bạn nhìn kỹ nè nha, cái phần trời xanh á, thay vì bạn tô màu á, bạn trời xanh mây trắng, còn bạn làm ngược lại, đó là mây xanh là trời trắng. Bạn sử dụng màu trắng bằng tô nè, tại vì á thầy quay ở trên các bạn nhìn không có thấy đâu, nhưng mà mình nhìn bài trực tiếp mình mới thấy được bạn có tô màu, nhưng mà tô rất ẩu nha ha, bạn tô không có được chỉnh chu bài cho lắm, rất là ẩu. 6 điểm nha. Quan trọng là cái sự chỉnh chu bài trước đã, còn không chỉnh chu thì khó mà cho điểm các bạn được như thế đó nè. Như thế này nữa nè, viết tên ở đây rồi sau đó bạn bôi xóa ở đây nữa nè, là cái sự không chỉnh chu bài. Mà vẽ giờ đâu mà tàn là xanh trang nâu hồng gì đâu không. Đấy, trời ơi, cái cây mà cắt ở phần này thì nó quá uổng cho mình đi, mà cái hoa tốt mà sao uổng quá. Bạn cũng có ý tưởng là vẽ có người trong nhà này kia nhìn qua khe cửa, nhưng mà diễn đạt chưa tới ha, cái núi ngộ quá ta. Bạn này như vậy là không được nha, 6 điểm luôn. Rồi tiếp theo bạn này, ô em đừng có nói như vậy nha, lớp 8 mà vẽ như mấy đứa lớp 3, lớp 4 vậy. Thầy vì như vậy mà thầy mới tránh nương tay á, chứ nếu như mà tránh theo đúng thứ tụi lớp 8 á, là các bạn là điểm còn thấp nữa, là có thể là ảnh hưởng số điểm của mình rất là nhiều á. À, đừng nói như vậy mấy bạn buồn ấy nha, nha bạn ơi. Lớp của thầy mà, cho nên là thầy đã, các bạn đã cố gắng hết sức để có bài nào cho thầy, là thầy đã kiểu như ghi nhận dữ lắm rồi ha. Rồi về cái này, nói chung thì bố cục trên mạng miếng chính phủ á, nói chung cũng có ý đó, nhưng mà cái cách diễn đạt của bạn chưa có tới, nhất là cái cây dừa nữa ha, cái lá dừa gì mà như cái lá của cái cây gì mà cái gì nè ta, cái cây gì mà dòng họ với lại cây cọ đó thì quên tên nó rồi, nhưng mà nó gai góc y chang cái lá này nè, không xơi một miếng luôn. Cây dừa cái lá phải nhiều hơn nha em ơi, cái này mảng miếng nó đơn giản quá ha. Ở biển thì phải có thuyền này kia, và hình ảnh con người nó phải nhiều một tí nha em. Rồi bạn này về mảng miếng như thế này thì ổn ha, 6,5. rồi thầy ơi, lớp sau gì đây thầy ơi, lớp sau vẽ ngôi nhà yêu thương vẽ sau thầy, từ từ đi em, một tí thầy sẽ hướng dẫn về cái cách cho các bạn vẽ nữa, yên tâm nha. Mình hỏi sao đi, trọng tâm không ổn, nét còn thô sơ mà xài 3 điểm. Trời, bạn ơi chấm gắt quá, chấm như vậy thì tội nghiệp các bạn lắm, chấm xong cái bài sau cái hết hứng vẽ luôn. Người ta cố gắng ôn thi học kỳ nên bài vẽ không được chăm chút là đúng rồi. À, mình nói phải có chủ ngữ vị ngữ nha em ơi ha. À, tất nhiên thì ai cũng ôn thi học kỳ cả, ngay cả thầy cũng phải soạn bài học kỳ cho các bạn thi mà, cho nên là chăm chút thì cũng phải chăm chút em à. Cái sự chỉnh chu thầy đâu có cần các bạn vẽ đẹp đâu ha, chỉ cần chỉnh chu thôi, thầy đâu nãy giờ thầy đâu có bắt các bạn vẽ đẹp đâu đúng không, cần sự chỉnh chu là được. Rồi như thế này của bạn Trần Võ Bảo Ngân thì như thế này, bạn Bảo Ngân á, bạn sử dụng màu nước, thầy rất là khuyến khích các bạn sử dụng về cái màu nước. Nó rất là, một á là nó rất là dễ về cái tạo cái sắc độ, cái thứ hai nữa là nó bài vẽ rất nhanh. Vẽ sai á thì mình bỏ vẽ tấm khác, mình cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian của mình. Dạ, online thì các bạn sẽ học qua trên mạng nha, học qua phần mềm Zoom, nhưng mà mình sẽ gom thành nhóm để học,
thì cái lúc đó một chút xíu thầy sẽ nói, bây giờ mình sẽ tập trung mình chấm bài trước cho xong đi nha. Rồi như thế này, bạn á, sử dụng màu nước là so với các bạn khác là đã có một cái năng lực riêng rồi, nhưng mà cái mảng miếng bạn làm nó khá là đơn điệu và cái màu của bạn nó sử dụng quá là đơn giản luôn, cho nên là như thế này thì mặc dù là màu nước nhưng mà vẽ như thế này thì thầy khó mà cho em được điểm cao được nha bạn. Bạn Bảo Ngân ơi, mình rút kinh nghiệm nha em. Rồi 6,5, cố gắng lên giúp thầy nha. Bạn này sử dụng sắp dầu nhưng mà lưu ý nè, mình tô hết bài đi đã, còn cái phần tên mình khỏi cần chừa chấm nha. Bạn Minh Phú, trời ơi, dùng thước để vẽ những đường chân trời, những họa tiết nhà cửa nó quá đơn giản như thế này rồi, không có được đơn giản như vậy nha bạn ơi. 5,5 điểm, thầy dạy trung học cơ sở nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo là cái bài này nha. Bài này bạn có ý tưởng rất là nhiều, và cũng như tức là bạn đang diễn tả là một cái trong sân trường, và ở đây có những cái lớp học, rồi đây là có thể là một cái giờ ra chơi á, nhưng mà bạn vẽ bằng cái bút chì màu, cho nên là bạn tô nó hơi nhạt thôi, tại vì cái đặc điểm của bút chì màu á là nó nhạt như vậy đó, thành ra nó khó mà tươi mới được. Nhưng mà về cái ý tưởng thì bạn có, bài này tốt. Về cái đường nét của bạn tạo hình á, đường nét dứt khoát lắm, không sử dụng thước luôn, phong cách có ha. Rồi bài này 7,5 điểm của bạn Thiên Kim lớp 8A1, dễ thương lắm nha bạn ơi. Rồi bây giờ tới bạn này, theo cái lục sa rừng á thì nó có cái điểm hội tụ á, điểm tụ, rồi mình sẽ chiếu ra một cái cảnh để mình vẽ, thì ở trong cái điểm tụ này nó hút vô cái điểm tụ, thì cái bạn này vẽ nó có một cái chiều sâu của bức tranh. Tuy nhiên thì tất nhiên thì bạn vẽ bằng dùng thước thì nó không hay, tất nhiên những cái đường ray xe lửa mình sẽ cho thước được, nhưng mà những cái mảng miếng này nè, có những cái em vẽ bằng cái nét bình thường, có những cái em hả cho thước, còn toàn bộ mình cho thước hết á thì cái bài mình nó hơi bị cứng. Nhưng mà tranh chế cho em, vì cái mảng tạo hình của em, cái bố cục của em nó lạ hơn những các bạn khác, và bạn chi tiết ở những cái chi tiết ở xa nữa, cho nên cái bài này xứng đáng được 8 điểm ha. Cái kiến thức của bạn chú tâm nghe giảng, thầy giảng trên lớp làm sao bạn ứng dụng bằng làm như thế đó, và việc mảng tạo hình của bạn rất là khéo. Rồi tới bài này, sử dụng bạn này sử dụng thép dầu nha, nhìn rất là mịn, bố cục thì nói chung thì cũng ổn rồi đó, nhưng mà cái mặt trời thì nó hơi bị to quá, mình làm cái nhà nó quá nhỏ, thành ra là nó hơi bị điểm nhấn thành cái mặt trời chứ không phải là cái nhà. Thì theo các bạn bài này bao nhiêu điểm? Thầy dạy trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Thời bài của bạn Nam Phương, bạn rất là kỹ nha, ở ngoài sau không có một miếng dơ luôn, xứng đáng được 8,5 điểm. Vì cái sự sạch sẽ của bạn mà điểm thầy cho nó sẽ dễ hơn các bạn khác là như vậy. Bài này 8 điểm thôi, nhưng mà độ sạch sẽ của bạn nó đạt tới 100% luôn, cho 8 năm, rất xứng đáng. Rồi như thế này, bạn này nữa, viết tên ở đây á, thà đừng có viết ở đây luôn nha bạn ơi, mình viết ở ngoài sau nha. Bạn Nguyễn Quang Tú, vẽ rất là dễ thương nhưng mà hình ảnh con người thì chưa có. Mình không biết thì mình vẽ chơi chơi tạo hình con người đơn giản thôi cũng được, thầy không có bắt em mà phải vẽ đẹp xuất sắc đâu, nhưng mà vẽ vô cho nó đừng có chóng vánh quá nha. Tạo hình thì nói chung thì cũng ổn rồi, nhưng mà vì so thì bài này chỉ ở mức độ là 7 điểm thôi nha. Rồi tiếp theo nè, về cái bài này, bài này bạn vẽ đó thì thầy nhìn thầy liên tưởng tới cái câu chuyện cổ tích làng Xì Chum á. Cái nhà bạn vẽ rất là dễ thương, tất nhiên về cái tạo hình thì bạn chưa có đạt tới cái độ gọi là nó kiểu như đường nét nó thấm thoát được. Tuy nhiên thì cái ý của bạn có, cái phần ý thì có, nhưng mà về cái phần diễn đạt thì chưa, nhưng mà nhìn vô thì lại thấy được cái ý tưởng của bạn này, cho nên là bạn này xứng đáng cho được 7,5 thôi. Nếu như mà cái màu của bạn sử dụng á, nó nhắn này kia thêm và có hình ảnh con người thêm nữa, bạn sẽ cao hơn. Rồi tiếp theo, rồi bạn này á, chú tâm nghe giảng nhưng mà nghe giảng lưng chừng nè, thành ra là cái điểm cái bài của bạn á, nó hơi bị sai về cái luật phối cảnh á.
thầy đã dạy các bạn là cái lực phối cảnh xa gần để tạo cái hai điểm tụ á, để mình đưa hai điểm tụ ra, thì phần ở đây mình sẽ đâm lên đây một khoảng nữa, rồi sau đó mình mới ke hai cái điểm tụ mình mới đưa ra, thì cái phần nhà của mình nó mới theo cái góc chiếu nó chiếu nó đúng, nó mới đúng được. Cái đó là nâng cao cho các bạn thôi, chứ thầy không có bắt buộc là các bạn phải làm cái điểm tụ chiếu góc như thầy ha. Mà nếu như làm là làm phải đúng, còn làm không đúng là sẽ bị sai, như bạn này bị sai. Và cái thứ hai nữa là bạn này dùng thước để vẽ là không được nha, chiếu theo điểm tụ nhưng mà dùng thước để vẽ là không được ha. 6,5 điểm nha bạn Ánh Nguyệt. Rồi tiếp theo bạn này, thầy hình dung được cái ý tưởng của bạn này. Bạn này diễn đạt rất là hay về cái ý, nhưng mà về cái đường nét ở trên tranh á, bạn chưa có diễn tả được cái độ thích thú khi người ta xem tranh của mình. Nhưng mà khi mà thầy nhìn vào á, thầy biết rằng là bạn này vẽ cái tinh thần của bạn này về tạo hình đó là có trong cái trí tưởng tượng của mình, đó là có về cái tư liệu thực tế. Tuy nhiên là về cái hình á, bạn làm kiểu như là nó mang cái tính chắc đó là kiểu là tượng trưng, bạn này theo trường phái tượng trưng, cho nên là cái cách màu và cái cách đường nét của bạn nó khác hơn những bạn khác, và cái cách mãi như vậy để tạo điểm nhấn là rất là hay ha. Nếu như cây cờ các bạn làm nét tất cả nhấn lên hết thành cái mảng trang trí sẽ đẹp hơn cho các bạn này. Phần ở đây nó đơn giản quá, tối giản màu quá, bạn này được thích, nhưng mà về cái màu sắc với đường nét thì nó hơi bị thô hơn những bạn khác. Nhưng mà thầy cho bạn này là 7,5 điểm để ủng hộ cái tinh thần sáng tạo của bạn ha. Bố cục rất tốt trong cái bài này. Rồi bây giờ tiếp theo là về bài này. Trời ơi, 9k9 tim, dễ thương quá ta. Cảm ơn các bạn thả tim cho thầy nha. Rồi tiếp theo về cái bài này nữa nè. Bài này về cái tạo hình đó, đúng kiểu là thiếu nhi luôn. Cỏ này dễ thương không? Bạn này cái kiểu như bạn sống cái kiểu như bạn muốn sao ta, bạn thả hồn với thiên nhiên kiểu vậy. Thành ra cái kiểu tạo hình của bạn nó ngây thơ, nhưng mà thầy hiểu cái ý của bạn đang làm. Không, cái nhà hai bên đối xứng cho nó đẹp, không có nhà gì kỳ với em. Nếu như vậy là phải vẽ cái 3D ra nha, 3D 2D lên, còn không thì các bạn cho hai cái đường xiên ngang, dấu sắc dấu quyền đó, rồi đưa hai thanh ngang ra là thành cái mái nhà rồi. Màu đơn giản quá. 6,5 nha. Cái gì mà lớp 5 nhìn sóc em, nói gì kỳ quá. Rồi tiếp theo bài này, theo các bạn thì bài này khoảng bao nhiêu lửa? Vẽ đại á thầy hả? Trời ơi, thôi kệ đi, cũng tạo hình cũng được mà, có vẽ được rồi từ từ mình tiến bộ sao ha. Rồi giờ tiếp theo bài này ấy, tức là bạn có sự chuyển độ từ đỏ sang cam ha, rồi xuống nhạt luôn. Nhưng mà về cái này á em ơi, tham khảo trên mạng nhưng mà em phải biết sự chắt lọc nha. Cái này á là nó thuộc cái bài là hòa sắc. Là những bài cơ bản. Nhưng mà em vẽ như thế này em nộp cho tôi. Cái núi như thế này đây. Khổ tâm quá. Nhưng mà có sự nghiên cứu như thế này thôi kệ. Cũng đánh giá tốt cái tinh thần học tập của bạn rồi. Bài này xứng đáng được 7 điểm. Rồi giờ tiếp theo bài này, cái mảng của bài này á, bạn làm rất là đã. Các bạn biết sao không? Bạn làm theo kiểu ký họa ha, ký họa diễn tả, rồi sau đó bạn sẽ đi nét lên. Cho nên khi mà thầy nhìn cái bài của bạn này, thầy thấy được cái chất của bạn á, cái chất họa sĩ. Nó mang cái tính gọi là sáng tác cao lắm. Sáng tác cao nha, nhưng mà nếu như ở cái lứa tuổi của các bạn á, mà khi các bạn sáng tác thì nó quá khó. Sáng tác như thế này thì cũng ổn đó, nhưng mà nếu như bạn làm trắng đen thì bạn phải làm thăng mảng miếng ra giúp thầy luôn, và đánh sáng tối, đánh khói luôn cho cái bài mà nó tốt hơn. Nhưng mà đường nét bạn này, đường nét rất rất là có cái tính chất của hội họa, thầy rất là thích. Rồi bài này 7,5. Rồi ok, bây giờ tiếp theo bài này. Đấy, từ bài này là thấy là ổn dần về màu sắc cũng như đường nét rồi. Nhưng mà thầy vẫn không thích cái chuyện các bạn dùng thước để vẽ. Thầy đã nói từ đầu năm tới bây giờ rồi, mưa dầm thấm lâu mà sao mà nói suốt không chịu sửa thì không biết nữa. Ngộ ghê vậy đó. Rồi như thế này ha, kể cả cái lá dừa mà còn tam giác nó hay chết rồi. Nhưng mà về mảng miếng, phần miếng, về bố cục
và về cái tạo hình thì thầy đánh giá cao bạn này. Nếu như bạn này vẽ bằng những cái nét bình thường không sử dụng thước thì bạn này điểm sẽ cao hơn nữa. Thầy cho bạn này là 8,5 điểm nhé, bạn Thảo Nguyên. Nếu như bạn không dùng thước là bạn sẽ được 9 điểm rồi đó. À. Rồi bây giờ tiếp theo, tới bài này đấy. Bạn này chơi theo tông màu gam màu trung tính thì bạn sử dụng cái nét chì để diễn đạt cái độ trắng đen của nó ha. À, thì bạn sai về cái luật, đó là luật xa gần thành ga đó. Cái mặt trời nó nằm ở đây mà cái bóng nắng của cái nhà nó lại nằm ở đây, là sai luật phép chiếu của xa gần. Thà mình không làm đi không bị mất điểm, làm vô chết ngắt ha. À, hiểu ý này không? Rồi bài này á, thì là sai nhưng mà sửa thì sẽ sửa được ha. Sai lực sai gần rồi nhưng mà ở lứa tuổi các bạn thì bài này cũng ổn, 9,5. Có bạn nào hồi nãy vô nói là 6 chấm cao, đẹp chấm thấp vậy? Thầy không muốn trả lời những comment cho các bạn nhưng mà thầy sẽ nói một lần ở đây luôn cho các bạn biết rằng là học trò của thầy là thầy chấm, chứ thầy không chấm bài của bạn ha. Bạn không thích, bạn có quyền bạn đi ra khỏi chỗ ở đây. Thầy không có hoan nghênh những cái người mà có cái tư tưởng như bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình nói chuyện á, là phải có chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng ha. Là cái đó là cái phép lịch sự giao tiếp cơ bản nhất rồi ha. Rồi chúc bạn một buổi tối an lành. Rồi về cái bài này, bạn vẽ bút chì màu nhưng mà bài này rất là dễ thương, thiệt sự luôn. Thầy rất là thích cái bài của bạn này. Các bạn biết sao không? Cái tạo hình đó giống trong những cái phim hoạt hình mà kiểu của Nhật Bản á, mà nó chầm chầm theo kiểu chuyện Doraemon cái kiểu á, rồi bạn đặt màu lên cái mảng miếng phăng kiểu đúng đồ họa luôn. Nhưng mà cái điểm trừ ở đây đó là cái gì? Bạn sử dụng thước để bạn vẽ đây, thước ở đây không dùng sử dụng thước, cái ở đây thước, cái nhà sử dụng thước, tất cả những liên quan thước hết là không được ha. Bài này xứng đáng được 9 nhưng mà vì sử dụng thước cho nên mình còn 8,5 điểm nha bạn ơi. Nãy giờ em thấy bài 7,5 có cố tố chắc nhất nhưng thầy chấm thấp hơn những bài không có năng khiếu. Em nói như vậy sao được em, đúng không? Bài 7,5 thầy chấm nãy giờ rất là nhiều, bài 7,5 nào mới được. Cái thứ hai là thầy nhìn ở đây á, là đúng năng lực của các bạn không? Khi em tiếp xúc với thầy và cũng như em học lớp của thầy đi, rồi á, em mới biết được là như thế nào là một cái bài vẽ. Chứ mình nhìn vào mắt thường của mình ở một cái lứa tuổi là học sinh hay là em là một cái người bao nhiêu tuổi thầy không biết, nhưng mà chắc ăn không có chuyên ngành mỹ thuật rồi nên là phát biểu như vậy á, thì thầy ghi nhận thôi nha. Em cũng phải lưu tâm lưu ý khi mà nhận xét hoặc là góp ý một ai đó nha. Ở trên mạng thì cũng không sao, tại vì các bạn cũng bằng ôn thi á, thành ra là bài trên mạng thì thôi cũng chăm chế cho các bạn thôi. Chứ bây giờ mà không lẽ trên mạng là chấm điểm các bạn rớt thì cũng tội nghiệp, cũng có làm bài mà. Rồi tiếp theo, bạn này là tả sóng rất là kỹ ha, giống sóng của Nhật Bản, tức là có cái sự nghiên cứu về tranh, đó là tranh Nhật Bản. Rồi trường như thế này ha, phải có con người vô luôn nha em ơi. Trái banh này kia rất là dễ thương, tạo hình có chính phụ, phải có người vô nữa thì nó đẹp xuất sắc hơn. Rồi bài này về cái mảng miếng tạo hình thì nó bị cái phần cây dừa ha, nó bị to cái thân quá, trong khi mấy cái khác thì nó bị yếu quá. Lá dừa to hơn tí nha em, nhìn giống cái lá dương sĩ quá. Rồi bài này 9,5. Bạn này sử dụng sáp dầu để vẽ. Phong cách bạn này á, nhìn thì nhớ đến cái bức tranh mà cái đầm hoa súng á, của danh họa Monet vẽ. Danh họa Monet đó là của trường phái ấn tượng. Thành ra khi mà nhìn bài của bạn thì rất là thích. Ở đây là bạn có cái sự gọi là cắt góc và nghiên cứu cảnh đó. Thành ra là bài này xứng đáng cũng được về bố cục nè, về đường nét, về tạo hình cũng như là cái nhắn chính phụ luôn. Tuy nhiên thầy góp ý một cái như thế này. Thường ở những cái bờ sông á, hoặc là nhất là các bạn xem tranh phương Tây á, mà nó có những cái hoa súng ở trên cái lá sen như thế này đúng không? Thì nó sẽ rất là nhiều cái lá sen và nó rất là nhiều hoa chi chít gần nhau. Ví dụ trường hợp hoa ít thì cái lá nó phải chi chít rất nhiều ha. Nó là cái kiểu hình ảnh đó, nó thực tế. Còn mình làm như vậy á thì nó
hơi bị yếu về cái mặt gọi là tạo hình ha. Thành ra bạn bổ sung lá nhiều hơn một tí, có thể mà làm thành một cái nhịp chẳng hạn ha. Cái lá hay cái nhịp như thế này nó uốn quanh qua bên khu này ha, sau nó uốn qua bên đây là nguyên cái phần bên đây nè là nhiều lá, cái phần bên đây ít lá, để mình tạo thành một cái nhịp của cái chanh ha. Hiểu ý của thầy đúng không? Cái này thì khi mà các bạn học vô chuyên môn á, thầy sẽ chỉ các bạn nhiều hơn. Còn ở chương trình các bạn học ở cấp cơ sở thì nó là cơ bản thôi, cho nên là chỉ cần các bạn vẽ về tạo hình và về đường nét thôi thì thầy đã chấm điểm cho các bạn là điểm cao rồi. Đúng rồi, em đâu có chấm công bằng được anh, em chấm hồi đó giờ không có công bằng. Cho nên là nếu như anh muốn mà công bằng á thì anh về Cà Mau anh kiếm bạn công bằng nha. Em chấm gắt lắm. Dạ, bài nào xấu em cho 10, còn bài nào mà đẹp á em cho 0 điểm. Dạ, em đó giờ em chấm vậy rồi nha. Được thì em mời anh ra khỏi cái like của em, chúc anh buổi tối an lành. Rồi, tiếp theo tới cái bài này. Bạn tạo hình rất là dễ thương nè, có hai con thiên nga ở cái phần ở bên góc trái của tranh luôn. Ở đây hai con gà luôn, dễ thương lắm. Tạo hình rất là dễ thương. Thà bằng nét thường nè, bạn không sử dụng thước để bạn vẽ luôn. Ở ngoài sau á là cái cây dừa, nhưng mà cái lá là lá chuối. Cây dừa mà cái lá là lá chuối, ngộ quá ha. Thầy hơi ngạc nhiên là sao cây dừa mà cái lá là lá chuối là sao ta? Không không biết. À, các bạn có cái cây nào mà cái lá chuối mà nó ra cái trái tròn tròn giống trái dừa không thì thầy không biết. À, chứ thường ở dưới miền quê là chỉ có cây dừa mới có trái tròn như thế này thôi. Rồi về tạo hình, phân bố bố cục và đường nét, bạn này có tinh thần sáng tạo cũng như là có cái ý tưởng để làm bài. Tuy nhiên nó sai về cái hình ảnh cây ở ngoài sau. À, bạn nên tô cái mái nhà màu đỏ đi cho nó dễ. Và cái phần màu này á, mình cho bình thường nhưng mà mái nhà màu đỏ để mình nhắn lên. Tại vì vô tình đó mình nhìn cây dừa thôi à, điểm nhắn là nó tập trung vô cây dừa mới đau chứ. Cho cái mái nhà màu đỏ hoặc màu nâu đỏ nha em. Rồi. Bài này 8,5 điểm nha. Trời ơi, cây dừa chuối nó mới ghê chứ. À, rồi cảm ơn các bạn có những câu hỏi và hồi nãy giờ thầy cũng trả lời rồi. Có những bạn chưa có xem những cái like của thầy trước đó đó, thành ra vô comment những cái câu từ mà thầy đọc hẹn bất ngờ luôn. Thầy không nghĩ là các bạn kiểu như một một người gọi là ở cái lứa tuổi như thế này rồi mà kiểu comment có những cái câu nói như vậy thì nó cũng hơi lạ và có vẻ như là khinh thường kiến thức hoặc là nâng cao bản thân mình ha, tự cao quá. Thì nói chung thì thầy không có nói gì các bạn cả, nhưng mà thầy cho các bạn một câu đó là song sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu ha, khiêm tốn một tí các bạn nha. Rồi, lớp học trò của thầy hôm nay á, lớp của thầy vẽ rất tốt và cố gắng, thầy chấm điểm cố gắng chứ thầy không chấm điểm các bạn là trình độ vẽ như họa sĩ đâu, các bạn yên tâm. Rồi về cái bài này, cái lúc mà bạn này nộp bài á, bạn Trọng Phúc á, bạn nộp bài cho thầy, cái lúc bạn nộp á thầy chỉ bạn thêm là ừ như thế này phải vẽ màu sao sao để cho nó có một cái sự xa gần, và ở gần thì cái màu đậm hơn, ở xa đó thì cái màu nó nhạt hơn, nó đúng cái luật xa gần là gần rõ xa mờ, gần đậm xa nhạt ha, để cho cái bài mình nó chất lượng. Thì như thế này bạn này đảm bảo được đúng cái yêu cầu của cái bài mà thầy dạy ở trên lớp. Và ở ở cái góc chanh các bạn để ý nè, khi mình chấm mình phải quan sát kỹ cái cách các bạn vẽ, cái góc chanh rất nhỏ mà bạn vẫn vẽ được hai con người đang chơi cái bóng chuyền với nhau luôn, và ở xa xa vẫn có hình ảnh con người luôn, một con người đang vẫy tay chào, một con người đang ở ngoài một cái thuyền buồm nho nhỏ, chắc thơ ở đây đó các bạn, đây là cái chắc thơ nè. Rồi tuy nhiên á, về bạn sử dụng thước để bạn vẽ cái hải đăng nó hàng này nó không hay cho lắm, nhưng mà thầy thầy nói này, cái hải đăng là nó nằm ở cái bờ chứ không phải nó nằm ở tuốt ngoài hoang đảo ha, cho nên nên nó vẽ cây dừa sẽ hợp lý hơn. Còn những cái hải đăng nó sẽ nằm ở những cái nơi mà cái bờ để cho người ta đi thuyền ở xa đó, mà có về khuya á, người ta nhìn vào bờ người ta thấy hải đăng thì người ta mới biết nó là bờ được. Còn cái hải đăng em nằm trên đảo mới ghê chứ. Thành ra là lên đây thì cũng hơi bị khó sống nha, cho nên là mình rút về cái này. Nó là cái tính thực tế của mình á trong quá trình mình vẽ nghiên cứu tranh. Bài này xứng đáng được 8 điểm. Rồi tiếp theo.
Nói chung á thì kiến thức của thầy cũng không có nhiều. À, trên đây thì thầy chia sẻ kinh nghiệm những cái gì mà thầy đã học được trong suốt 20 mấy năm qua ha, cho các bạn thôi. Còn về mặt mà các bạn thấy mình mà có giỏi quá rồi đó thì các bạn tự giác nghiên cứu ha. Giỏi quá rồi thì thôi mình đừng có học nữa. Tại vì giỏi mà thêm tự cao thì nó cũng hơi khó dạy. Rồi bạn này nè, thầy góp ý cho bạn một cái. Bạn bị vấn đề đó là bị sai về cái bố cục, mà một trong những cái bố cục mà bị cấm á, bị cấm vẽ luôn. Tại vì khi mà vẽ lên bạn làm cái bố cục nó hỏng đi, tức là cái đường chéo bạn đưa nguyên một cái đường chéo từ điểm này qua tới điểm này luôn. Thành ra bạn cắt đôi cái hình tranh của mình ra thì vô tình cái này nó sẽ là cái lỗi chia cắt tranh, nó sẽ bị sai. Và cái lỗi này là cái lỗi không thể nào chấp nhận được, nhất là trong hội họa ha. Đường nét các bạn tạo hình các bạn thì rất là tốt, tuy nhiên cái lỗi này là cái lỗi quá trầm trọng, và phải nói thẳng ra cái lỗi này chẳng khác gì là cái bỏ một cái xóa tranh bỏ bài ha. Vì như vậy cho nên bạn này chỉ còn có 5 điểm thôi nha. Thầy rất là tiếc bài của bạn này ha. Cái bố cục này không thể nào mà du di được cho bạn được. Ký họa hả em? Ký họa là tư liệu thực tế. Khi em đi thực tế á, em sẽ nhìn cái cảnh thực tế trước mắt của mình và em sẽ vẽ lại bằng cái nét ký họa, tức là ký họa một cách rất là nhanh bằng đường nét, và sau đó em điểm màu lên. Nhưng mà em vẫn diễn tả được cái tinh thần của tranh, của cái phong cảnh đó à. Rồi tới cái bài này, bạn vẽ bằng màu nước rất là dễ thương, có bạn sử dụng acrylic thì bạn vẽ luôn nè ha. À, tạo hình như dày điểm nhắn này kia, con cua nữa nè. À, nhân vật hoạt hình nha, tên gì quên tuốt rồi đấy. Như thế này trời, xứng đáng được bao nhiêu? 10 điểm. Nãy giờ được bài 10, rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo tới bạn này đấy, đúng yêu cầu, đúng thực tế. Tất nhiên bạn sẽ có tham khảo trên mạng, thầy không có chấp các bạn được. Nhưng mà bạn vẽ cái hải đăng, cái sáng tối nè, bạn nhìn kỹ nè, mặt trời ở đây thì ánh sáng ở đây nó sẽ sáng nè, không phần đây nó sẽ bị che, nó sẽ tối hơn, đúng cái luật Sahagún, đúng cái khối. Rồi cái thứ hai nữa đó là về cái đúng về cái thực tế luôn, con thuyền ở xa, hải đăng ở gần, đúng cái phép chiếu xa gần, ở đây chiếu vô đây à, ở đây chiếu vào đây, theo cái luật chiếu xa gần quá đẹp. Còn cái gì nữa để bắt bẻ bạn đúng không, mà cái hải đăng nó lại nằm ở trong cái bờ nữa, quá là đúng thực tế. 10 điểm, đơn giản như vậy thôi, đảm bảo được yêu cầu của bài, diễn đạt được cái tinh thần của tranh, cái chất thơ chất nhạc của tranh là quá đẹp. Đơn giản thôi, không cần các bạn làm gì cầu kỳ đâu. Rồi bây giờ tới cái bài này. À, bạn Ngọc Châu hả ta, anh N Châu chắc là Ngọc Châu rồi. Thầy biết em chỉnh chu đó, nhưng mà nếu như em ghi cái phần tên ở ngoài sau đi, để mình vẽ toàn bộ cái cảnh này cho nó hoàn chỉnh hết tất cả thì nó sẽ hay hơn đúng không. Về mảng miếng này kia, lúa này kia, cái này là lúa mới cấy mạ nè, mới cấy mới gieo á, ở dưới quê thành ra là người ta sẽ xả cái nước vô á các bạn, thì cái này thường các bạn ở miền quê sẽ biết nè, còn những bạn thành phố sẽ không biết về cái mùa vụ đâu. Ở dưới quê á, thường là mình sẽ chia làm 3 giai đoạn lúa đó, thì sau khi ngâm giống á, cây nó nảy mầm rồi, nó lên cao khoảng 1 cm á, ở một gang tay chứ là 20 cm, thì người ta sẽ đem những cái cây mạ non này nè, người ta đi cấy vô những cái thửa ruộng, sau đó người ta sẽ xả nước vô để người ta nuôi cây mạ non cho đến khoảng 1 tháng người ta mới xả nước ra. Bạn này có nghiên cứu thực tế. Bố cục màu sắc bố trí rất đẹp, rất là thơ ha. Nhưng mà thầy á, trừ điểm em cái tội là em ẩu quá nè, ghi sai này kia, bôi lem lúa, thà không ghi mà ghi là phải ghi cho đẹp chứ không phải để như thế này được. Đây là vì như vậy là mình bài mình không có điểm cao được, 9,5 điểm ha. Cái này là cái sự chỉnh chu nè. Rồi bây giờ tiếp theo về cái này đấy, bạn sử dụng màu nước nè, nhưng mà bạn sử dụng màu nước trên cái chất liệu giấy này là thuộc cái dạng giấy bãi bằng à, giấy sơ, thành ra là bạn vẽ nó hơi bị cái giấy nó hơi bị yếu, nhưng mà về tạo hình đường nét quá đẹp. Con hải âu nữa nè mấy bạn à, con hải âu nó ở đây nữa nè, dễ thương, màu đẹp quá trời luôn ha. Cái xô ở đây à, sao biển rất là dễ thương. Rồi đúng, sắc độ tốt, không sai cái gì hết, màu đẹp thì 10 điểm thôi nha. Không thầy cho bài điểm này quá khó rồi mà đúng không, bài đẹp, mấy cái bài đẹp này là phải 10 nha, còn bài nào đẹp hơn thì không điểm.
để cho các bạn khác đi vô đòi công bằng. Chứ thầy chấm khó quá mà. Rồi giờ tiếp theo bài này. Ủa cái rồi bây giờ tiếp theo tới cái bài này nha. Khi nhắc tới quê hương đất nước á, thì thường các bạn vẽ những cái cảnh thuyền buồm nè rất là nhiều, nhất ở Vịnh Hạ Long á, mà ngộ quá à, ở Sài Gòn mà vẽ ở Vịnh Hạ Long mới ghê chứ. Sao các bạn không vẽ Sài Gòn đi, Sài Gòn rất là đẹp không chịu vẽ. Không, vẽ cái cảnh mà người ta bán bún riêu nè, bún gõ cũng là đặc sản của Sài Gòn, người ta vẫn biết đó là Sài Gòn. Rồi vẽ cơm tấm nè, khi nhắc tới Sài Gòn mà cái đặc sản của Sài Gòn đó là cơm tấm. Rồi những cái con hẻm nè, đó là Sài Gòn, hay là nhà thờ Đức Bà này kia đó. Về tạo hình như thế này, mảng miếng bây giờ bắt đầu mình phân tích. Hai cái núi bạn hơi bị to, nó bị đâm vô cái này, thành ra là cái bố cục điểm chính của mình đó, nó bị đâm bởi cái điểm phụ. Em có thể cho hai cái núi á, cái màu nó nhạt đi và nó sẽ nhỏ hơn một tí cũng được nha em. Còn nếu như nó đã lớn rồi đó, em cho nó lớn luôn. Tại vì đối với một cái chiếc thuyền to như thế này mà cái núi ở Bình Hạ Long như thế này thì thầy nghĩ là nó hơi bị sai với thực tế. Nhưng mà ở lứa tuổi của các bạn như thế á là nó đã quá ổn rồi ha. Chỉnh chu bài. Rồi 10 điểm cho bạn nha. Lần sau cố gắng hơn và mình sẽ rút kinh nghiệm nha. Thầy không có trừ điểm bạn vì bạn vẽ bài chỉnh chu và tô màu nó cũng không có bị dơ này kia. Rất là tốt. Rồi tiếp theo cái bài bạn này, cái tông màu của bạn nhìn vô nó rất là cưng, nó rất là kiến trúc thì ha, thơ lắm, nhìn vô có chất thơ lắm. Nhưng mà thường nè, thầy nói cho bạn biết thiên nga đi là sẽ đi đôi chứ không phải là đi riêng. Thiên nga này đi cô đơn mà nó này là ở này ngoài sông hay ngoài biển không biết, nhưng mà nếu như mà có câu ở ngoài biển á, thầy cho em một câu thơ không, người ta đi biển có đôi còn tôi đi biển đơn côi một mình, chịu nổi không? Thiên nga mà một mình là khó sống lắm nha em, vì nó là một trong những loài vật rất là chung thủy. Âm không ở đây có số 10 ngộ ghê ha. Rồi lấy màu tô dập lên là như thế này là không có được, nhưng mà thầy châm chế cho em về cái chỉnh chu, bạn tạo một cái khung bằng tô trong đó và bạn tô rất là kỹ nè. Rồi ok, chấp nhận cho bằng 10 điểm ha. Bạn vẽ bằng ô chất liệu giấy bo luôn hả ta? Vậy là chắc là nhà của bạn này anh chị có học bên mỹ thuật hoặc là ở nhà này làm khung tranh, thành ra vẽ bằng chất liệu giấy bo. Ừ, có khi nó là con ngỗng cũng nên, em nói đúng á, có khi nó là con ngỗng, mà nếu như con ngỗng phải đi đôi chứ, khổ tâm vậy. Rồi giờ tiếp theo tới bài này, thầy nhìn vô cái bài này nè, thầy phân vân lắm bạn, thầy phân vân cái bài này giữa hai cái bài đẹp nhất á, thì thầy phân vân giữa cái bài này và một bài cuối cùng là bài đẹp nhất, rất là phân vân luôn. Biết làm sao không, bạn này bạn vẽ rất là chi tiết, nhưng mà khó cái á là bạn cái màu bạn chơi nó quá là đơn giản, nhưng mà cái cách bạn vẽ đó, bạn vẽ cái chi tiết này giống cái kiểu như tranh thủy mặc của Trung Hoa, mà thủy mặc không phải thủy mặc màu nha, thủy mặc nét. Cho nên á, những cái đường nét các bạn tạo hình nè, nó chi chiết luôn ha. Đấy, lúa nè cũng làm chịu khó lắm, cực kỳ là chịu khó bạn này. Nhưng mà về cái luật xa gần nó chiếu nó hơi bị sai giữa cái nhà này nó bị sai. Nhưng mà hình ảnh con người nó rất đã. Thành ra mà khi mà thầy phân vân, thầy chọn bài để thầy chấm á, hay thầy phải thở dài là thầy đành chấp nhận bài này là cho đứng hạng nhì. Chi tiết có nhưng mà uổng nó phần cái nhà quá ha. Bạn này thầy tin rằng là bạn này rất là có năng khiếu và cái tính sáng tác, khuyến khích bạn này nên đi ha. Thầy vẫn cho điểm tối đa bạn này 10 cộng luôn nha bạn ơi. Lên lớp đi, thầy sẽ có quà thầy hưởng cho bạn. Tính chất của bạn vẽ rất là đã, đúng tính chất của hội họa phương phương Đông. Rồi giờ tiếp theo gì mà chấm áp lực em, học với thầy mà áp lực là thấy là đi rồi đó, thấy là chết rồi đó. Học với thầy là không có chuyện áp lực ở đây đâu, chỉ có lên lớp mới áp lực thôi. Rồi bạn này vẽ một cái thành phố á, thành phố này chắc là thành phố trên mặt nước. Quá đẹp về màu sắc, tính sáng tạo quá tốt.
mảng miếng nữa. Nếu như em vẽ ở đây nè, thêm một cái đường ngang nhẹ nhẹ để người ta hình dung ra được là thành phố này nó còn một cái bờ ngang nữa. Còn không thôi á, em vẽ như thế này người ta tưởng là cái gì em biết không? Cái thành phố ở dưới biển nó đang chồi lên giữa chừng, nó không có cái bờ. Nhưng mà bạn này làm bài quá tốt và màu sắc quá đẹp, thiệt sự quá đẹp. Bạn Thục Y, 10 điểm, 10 cộng. Sao ngày nào cũng có bài chấm vậy thầy? Đâu có em, ngày nào cũng có bài chấm hết đó, có ngày không. Rồi tiếp theo nè, tới bài này. Bài này á, thầy đắn đo là vì sao? Giữa hai bài á, bài này với là bài này, một bài á là về bài này là về chi tiết mảng hình, bài này đó là về phong cách phóng màu sáng tác, thì cái bạn này quá mạnh, bạn này mạnh hơn. Và cái lực xa gần, điểm nhấn chính phủ bạn này có, và cái tinh thần trong tranh của bạn này nó mang cái tính thơ trong đó. Và thầy nhìn tranh của bạn này á, thầy liên tưởng ngay với cái phong cách vẽ của Monet. Monet là vẽ điểm chấm trong trường phái ấn tượng, là trường phái sau thời kỳ phục hưng á. Thành ra là trường phái ấn tượng là dùng những màu tươi mới và vẽ với cái cảnh thực tế, và họa sĩ đi ra ngoài thực thiên nhiên để người ta vẽ lại cái cảnh đó và chấm phá bằng những màu tươi sắc hơn. Thì bạn này diễn tả được cái tinh thần của cái trường phái này, và cũng như cái cách diễn đạt của bạn á, bạn làm cho thầy á cảm nhận được cái sự thơ mộng của cái bức tranh này. Nếu như mà ở đây có hình ảnh một cái con người nữa là cực kỳ nên thơ luôn, thiệt sự. Về cái màu sắc á, bạn sử dụng thì nói chung nó cũng đơn giản thật, nhưng mà về cái tính sáng tác quá cao, thầy phải nói là quá cao, cho nên là bài này cũng 10 cộng. Cái phần điểm 10 á, để điểm ở đây á, còn để điểm cho thầy chấm nữa. Bạn Quốc Bảo rất là dễ thương, thiệt rất là đã. Khi mà chấm cái lớp trên 8A1 này nè, bài rất là đã luôn, mà chấm mà hơi bị ghiền luôn ấy. Cái lúc mà lượt bài ra là thấy là đã sướng con mắt rồi. Cái tượng gì vậy em? Xem cái tượng gì vậy? Ai 10 cộng là có quà hết nha, 10 cộng là dữ lắm rồi đó. Nói chung là điểm 10 của môn mỹ thuật á, nó khó lấy lắm. Nó phải như thế nào nó mới được điểm 10, chứ không phải muốn chấm sao chấm. Lúc trước thầy đi học á, là toàn lớp không có bạn nào điểm 10 hết, thật tình luôn, thầy phải nói như vậy. Kể cả thầy lên tới cái cấp mấy năm trời không có điểm 10, điểm 9 thôi, không bao giờ được điểm 10 đâu. Còn cái này thì khuyến khích các bạn về cái tinh thần sáng tác với học tập thôi nha, chứ nếu như mà chấm đúng á, thì cơ bản ai chả sai đúng không? Rồi bây giờ như thế này, giờ bắt đầu cho các bạn xem là một lần ha. Điểm thầy đã chấm ở sau lưng rồi, cho nên là các bạn không có cần coi là điểm đâu ha. Cái gì vậy em? Em phối màu như quần thì phải làm sao thầy? Chết rồi, hỏi anh vậy rồi là chết rồi. Rồi thầy trả lời như thế nào? Mình có cái từ nào để mình so sánh nó khác hơn không? Gì vậy em? Lệch cam hả? Có không? Ồ vậy hả? Rồi để thầy quay gần tí cho các bạn nha. Đấy, mình sẽ coi từ từ nha. Điểm thầy vừa chấm rồi nha. Các bạn ơi, lớp này vẽ tốt quá thầy ơi. Đúng rồi, lớp này vẽ rất là tốt. Khi mà thầy chấm bài, thầy nhìn thầy còn sướng mắt mà. Tốt lắm. Nhưng mà có lớp khác còn tốt hơn nữa. Mấy anh chị lớp 9 có một lớp vẽ rất tốt luôn. Nhìn bài mà bị ghiền luôn á. Không lẽ bây giờ thầy giữ hết cái lô bài của lớp 9 lại để thầy lưu khoa chứ. Quá đẹp. Vẽ đẹp nhưng tô màu thì em chịu hả? Mình tập từ từ em, có gì đâu. Không đẹp mà tập từ từ. Thầy để cam ở trên đó em. Mình mua một cái cây giữ cái cam thôi là xong rồi. Mà còn mua thêm một cái đèn bàn để mình chiếu. Mình chiếu bài á để cho các bạn thấy được cái màu á cho nó sáng hơn. Rồi bữa nào thầy ra cho nha, từ từ, tại vì công việc thầy bận lắm. Nguyên ngày sáng chiều là thầy đi dạy ở trường, và buổi tối giờ là thầy còn dạy thêm nữa, thành ra là ha rất là đuối. Ngoài ra thầy còn sáng tác tranh, rồi thầy còn lên kế hoạch Tết tùm lum hết trơn á, nó rất là đuối thầy luôn á. Xe qua xe lợ là hết ngày mà chưa làm hết công việc nữa.
Rồi bữa nào thầy la thầy vẽ cho, thầy vẽ cho xem. Hôm bữa thầy có cho các bạn xem bài phong cảnh tư liệu của thầy rồi mà đúng không? Xem xong cái mấy bạn có cảm hứng đó, bạn vẽ quá trời nè. Thầy dạy trung học cơ sở nha em, ở quận Tân Bình. Có chứ, trời ơi tối nào thầy cũng dạy thi mấy nhà hết trơn ấy. Dạy thư pháp, rồi dạy thủy mặc, rồi dạy thêm luyện chữ đẹp nữa. Quá trời dạy thêm. Cái gì vậy thầy bơ em rồi, đâu có, thầy đọc không có kịp. Tranh tốt nhất là màu gì vậy thầy, là sao? Màu nước đó em, chất liệu màu nước. Thầy review bài đen trắng nãy đi thầy. Ok, tí thầy review lại cho xem nha. Trung học cơ sở vẽ đẹp dữ. Có lớp vẽ đẹp, có lớp không nha em. Đây là bài đẹp nhất nha. Rồi bây giờ nè, thầy review luôn, kẻo như mất công. Như thế này, biết làm sao mà thầy chấm bài này là điểm tối đa không? Và thầy đang phân vân giữa hai cái bức đẹp nhất, phải không thể nào đứng ngang nhau được, phải là một bức nhất, một bức nhì trong lớp thôi. Cho nên là bạn này nè, vẽ rất là đã, trong quá trình sáng tác của bạn á, bạn dập màu nó mang cái phong cách của trường phái ấn tượng mà đặc trưng tiêu biểu là họa sĩ Monet. Thành ra là thầy nhìn vào bài bạn này nè, thầy thấy được cái chất thơ của bạn trong đây, và cái chính phủ có, cũng như là cái luật phối cảnh cũng có luôn. Quá đẹp. Tuy nhiên bạn sử dụng màu á chỉ là xanh vàng nâu này kia, trắng nhẹ nhẹ thôi đúng không, nhưng mà bạn diễn đạt được cái tinh thần của một cái bức tranh phong cảnh mà ở một cái lứa tuổi như thế này thì nó quá là cao rồi á. Màu rất đẹp. Gì vậy thầy, chỉ em tô màu trên giấy lên đi thầy nữa nè. Đây là cái bài hạng nhì nè. Cái bài của bạn này á, là phong cách theo cái kiểu ke nét chi tiết, giống cái kiểu như tranh thủy mặc của Trung Quốc á, mà thủy mặc trắng đen á. Rồi sau đó bạn sẽ tô màu lên ha, chi tiết nét dữ lắm luôn, nhưng mà nó bị xa vì cái phần nhà á, rất là uổng nè. Đấy, cái bài phong cách rất là phong cách luôn, cũng được 10 luôn á mấy bạn. Rất là đẹp ha, nên thơ, cực kỳ là nên thơ. Chúc thầy ngủ ngon lành cành đào nha, chúc em ngủ ngon. Đây nè, rất là dễ thương ha. Đó, bài này á cũng là được 10 điểm luôn nè. Đó, phải vẽ thêm con hiên nga đối xứng thành hình trái tim, mà phải để hai con ở chính giữa nên sẽ đẹp hơn. Em vẽ xấu thì sao vẽ đẹp được thầy? Thì mình siêng lên em. Hồi xưa thầy vẽ xấu lắm, thiệt sự, thầy vẽ xấu thiệt. Xấu hơn các bạn lớp 8 bây giờ luôn á. Thiệt, thầy nói chân thành. Xấu lắm. Mà chịu siêng vẽ đi, các bạn siêng chừng 3 tháng thôi là các bạn nhìn không ra đó. À, màu nãy là màu nước nha em, tất cả các bạn đều cho màu nước hết á. Màu nước mới điểm cao, tất nhiên màu sắc cũng điểm cao nữa, nhưng mà phải làm hiệu ứng màu sắc nó như thế nào trong cái họa sắc bố trí nữa thì mới cao được nha. À, như cái này là bạn sử dụng màu màu acrylic, là màu chất liệu vẽ trên áo. Có màu xấu thì mình tập em, mình tập cái bài vòng tuần sắc á, chuyển độ màu và cộng màu. Em học bài đó đi, em sẽ biết ha. Bài này cũng full 10 luôn nè. Rất là đẹp. Sáng tối lớn có, mảng miếng có, bố cục 1 phần 3. Quá xuất sắc. Có, hạng 3 nãy giờ chung hạng nhiều lắm. Rồi, bài này quá tốt. Chưa, từ từ. Bài này chỉ có 5 điểm thôi. Tại vì sao? Vì bạn sai về cái bố cục mà gọi là xấu nhất và bị cấm trong cái hội họa, đó là bố cục cắt đường chéo ngang thẳng như thế này luôn. Nó là một cái bài xó, cái này là hủy cái tác phẩm của mình chứ không còn là vẽ nữa, cho nên là bài này coi như 5 điểm. Rồi bây giờ thầy sẽ cho các bạn xem là cái bài trắng đen nha. Thầy ơi mai thầy like không ạ? À, có, ngày mai like tiếp mấy lớp 8, tại vì lớp 8 á thầy mới chấm có 2 lớp à, còn 3 lớp nữa. Rồi mấy anh chị lớp 9 á, 5 lớp thầy chưa chấm nữa, tùm lum hết trơn ấy, nhiều lắm. Rồi bây giờ mình xem lận lần nữa đi ha, rồi tới cái bài nào đó rồi để thầy nói cho, để cho mình có kinh nghiệm để mình làm bài. Hồi ơi tôi dạy online đó hả, tôi giảng ít hơn ở đây nữa, nhưng mà tập trung để mình nhận xét tranh nhiều hơn, mà tập trung làm bài nhiều hơn. Còn trên đây nè, các bạn tập trung nghe giảng nhiều hơn nè, ngồi trên đây ngồi còng lưng luôn, có được lương bổng gì đâu, thấy không? Mà còn bị chửi nữa, còn bị nói là chấm điểm không công bằng, bài xấu thì chấm 10,
Còn á hả, bài nào đẹp á thì chấm 1 2. Buồn lắm các bạn. Ngày mai á hả? Ngày mai thầy like khoảng 8. Ồ, ngày mơ, ngày mai á thầy like 9 giờ nha. Tại vì ngày mai thầy dạy lớp thư pháp, thầy dạy xong là khoảng 8 giờ 30 là xong. Và thầy phải dọn này kia nữa, khoảng 9 giờ thầy mới lên phòng, thầy mới like được cho các bạn xem. Thầy 22 tuổi. Thầy mới tốt nghiệp hả? Mới tốt nghiệp xong cái thầy công tác trong trường này luôn á, cho nên là chắc thầy là cơn ác mộng của toàn cái trường này, tội nghiệp quá. Thầy có chấm lớp 6 không? Thầy không có dạy lớp 6. Thầy dạy lớp 7, lớp 8 với lớp 9 thôi. Lớp 7 thầy chỉ dạy có một lớp là lớp 7 A4. Lớp 7 A4 là tuần này cũng nộp đó nè, nộp cái bài thiết kế thời trang. Bài dùng họa tiết dân tộc trang trí áo dài. Gì vậy em? Thầy chỉ em cách làm con người đi là sao? Cho em coi túi hoa đi thầy, cho em coi túi hoa đi thầy. Túi hoa hả? Là cái gì cái này hả? Một tí xíu đi cho coi. Cô em 25 tuổi nè thầy. Trời, cô em cũng phải dễ thương lắm nha. Em 28 tuổi thích vẽ nhưng vẽ lúc nào? Trời ơi, 28 tuổi hả? Ý đừng có xưng em nữa, bạn là nữ đúng không? Em chào chị. Thôi chị hơn em tới 6 tuổi lận. Tinh thần sáng tác của bạn này rất là cao về cái phần đường nét ký họa. Trời ơi em ơi, ngày mơ là 20 tháng 10 rồi mà bữa nay hỏi thầy cách làm thiệp là sao em? Nhắm làm kịp không? Mà làm gì kịp nữa mà làm. Đây cái bài đang trắng đây, bây giờ tới bài này thì thầy nói bài này luôn. Em muốn thầy dạy em quá à, thầy mỹ thuật lớp em cọc lắm luôn á. Ý, vậy là em chưa gặp thầy rồi. Thầy lên lớp thầy cũng đâu có vui vẻ đâu em, thầy cũng rất là cọc luôn á, không phải cọc đâu, thầy cũng rất là nghiêm khắc, nhưng mà cái gì chơi ra chơi nha, vẽ ra vẽ, thời gian cho thì cho, nhưng mà đúng hẹn phải nộp bài ha. Còn ai không chuẩn bị bài với là không nộp bài đi rồi tới số liền, không có dễ đâu nha em, đừng nói thầy như vậy thầy buồn lắm đó. Rồi như thế này nè, hồi nãy thầy có nói cái bài này rồi, thầy nói nhanh thôi nha. Cái cây có phần lá nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái cây này chắc là nó rụng rồi, nó bị khô, nó chết rồi. Bạn vẽ rất là đẹp về cái điểm chính, điểm phụ và cái phối cảnh của bạn. Phân ra cái góc 1 phần 3 nè ha. Và bạn làm ở đây là cái điểm nhấn theo một cái tỷ lệ vàng ở đây luôn. Thì khi ở đây thành một cái tỷ lệ vàng xoắn ốc như thế này, thì ở đây cái phần mặt trời nằm ở đây nó quá là đẹp. Và bao bọc trong cái tỷ lệ vàng đó, đó là cái hình một người mẹ lái đò đang trở về nhà. Nên thơ không? Rất là thơ. Nó làm mình liên tưởng tới cái bài thơ là quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi sáng những hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè tỏa nắng xuống, dòng sông lấp loáng. Đấy thì cái sự sáng tối của bạn tạo ra ánh sáng có, nhưng mà nó sai về cái lực phối cảnh ở đây, đó là cái bóng của cái nhà, cái mặt trời nó nằm ở đây thì tất nhiên cái bóng đó, nó sẽ bị chiếu qua bên đây, thì tất nhiên cái phần này nè nó sẽ là cái phần tối nhất và phần bóng nhà nó sẽ nằm ở đây. Tuy nhiên bạn làm ở đây vậy, ở đây nó sẽ vậy, ở đây đã bị sai rồi, tại vì khi mà mặt trời nó nằm ở đây nè thì nó mới chiếu một cái đường sáng ở đây, thì cái phần là phần khuất của ánh sáng nó mới tối ở đây được, thành ra nó bị sai. Nhưng mà thầy vẫn cho bạn điểm là 9,5, là vì bạn vẽ nó quá đạt về cái yêu cầu của mỹ thuật, nó chỉ bị sai một cái điểm như thế này thôi, thì cái điểm này mình vẫn sửa được chứ không phải không được ha, cho nên điểm tối đa. Em mà làm cái avatar giống thầy nữa đó là thầy sẽ báo cáo cái tài khoản của em luôn, tại vì khi đó là em đã vi phạm cái kiểu là đúng cái kiểu gọi là bản quyền á, về hình ảnh tên thì có thể giống nhưng mà về hình ảnh là không được nha. À, sẵn đây thầy nói luôn nè, thầy chỉ có cái nick này thôi là Hoài Dân dạy dẻ nha, thầy tên là Hoài Vân nhưng mà thầy thích để như vậy đó. Thầy phát hiện ra có những bạn để cái tên giống thầy, cái hình đại diện giống thầy luôn, và lưu những cái clip của thầy để đăng lại cái trang của họ để họ lấy những cái lượt tương tác á, cho nên là thầy chỉ có cái nick này thôi. Và có cái phần giới thiệu trong cái trang cá nhân của thầy á, trong cái bio á, các bạn vào đó các bạn xem cái thông tin Zalo với Facebook ha, có trong đó hết, các bạn riêng với thầy, còn riêng những cái khác nó không có liên quan á thì nó không phải là nick thật của thầy nha, thầy chỉ có một cái này duy nhất mà thôi, hiểu ha. Rồi, bạn này rất là dễ thương nhưng mà dùng thước thành ra điểm không cao. Dùng thước nữa nè, điểm không cao, có 6 mấy à. Thương quá. Rất là cưng luôn.
Nè, tiếp theo nè, dùng thước nhưng mà bạn vẽ chi tiết dễ thương lắm, cưng lắm. Đây, dùng thước nữa, thành ra cái tạo hình đó nó bị sai về cái phối cảnh luôn. Mắc cười lắm, có nhiều bạn gửi cái bức tranh của mình vẽ qua email cô cho thầy á, nhờ thầy nhận xét. Tao nói hả, xem email, xem tranh các bạn từ khắp nơi ở mọi miền đất nước gửi về á, mà kiểu như á thiếu điều mà mình không tưởng tượng là nó nhiều như vậy luôn á. Các bạn vẽ, các bạn gửi về quá nhiều, mà thầy tiếc là thầy không có like để thầy cho các bạn xem được á. Không lẽ giờ thầy đi in màu ra thầy like cho các bạn xem thì nó hơi quá tốn tiền. Rồi, này dễ thương quá. Đấy, đó là mấy cái lớp của mình, lớp 8A1 vẽ quá đẹp. Cái lúc nộp bài các bạn rất là chăm, cho thời gian làm bài ha, rất là chịu làm bài, không có bạn nào là không chất lượng cả. Tuy nhiên về cái sự sai sót thì tất nhiên ai cũng sai hết á. Thầy còn sai, lâu lâu còn sai mà còn sửa suốt, không chi mấy bạn đúng không? Gì em, giọng thầy giống thầy âm nhạc của em ghê. Rồi cảm ơn em. Thư pháp là Google mắc mệt ghê. Là gì? Bộ có ai không biết thư pháp là gì hả? Thư pháp là gì vậy thầy? Em lên Google em search, hoặc là em vô cái trang của thầy á, thầy có đăng những cái clip thầy viết thư pháp á, vô đó coi thì biết nha. Tại thường có đó, cái show thầy đi viết thư pháp cho chữ ở mấy cái công ty lớn, như là mấy cái sự kiện nè, rồi ra phố làm hoa để tặng chữ thư pháp, bán chanh này kia, dịp đó đó là thầy làm không có sể luôn, và thầy tặng chữ trong chùa nữa. Cho nên nếu được mà các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà Tết mà muốn xin chữ thư pháp của thầy á, thì có thể ra trong cái chùa đó, thầy sẽ đăng thông báo các bạn vào chùa đó các bạn xin, thì là xin chữ miễn phí, nhưng mà gỡ lọc á là cúng dường tùy tâm. Còn khi ra làng hoa đó thì mình sẽ là hụng nhánh kinh doanh, thì nó có rất là nhiều cái mặt hàng á dễ thương, nhiều giá thành lắm. Rồi ra đó rồi ủng hộ thầy, chụp hình vui vẻ, quay TikTok đồ chơi ha. Này coi như là mời miệng trước đi, rồi chừng nữa thầy sẽ có clip thầy mời các bạn. Thầy bằng tuổi cô em, đúng rồi vậy hả? Thầy vẽ chưa thầy? Cái gì bữa nay vẽ cái gì, bữa nay mệt muốn chết mà kêu vẽ là sao? Hôm nào đi, hôm nay mệt lắm. Em ở tận Bắc Giang luôn hả? Trời ơi, xa quá, nhưng mà coi like của thầy, thầy trân quý lắm. Chúc em luôn luôn là có nhiều cái tác phẩm đẹp nha. Thầy làm giáo viên hả thầy? Đâu có, thầy đâu làm giáo viên, thầy làm sinh viên, thầy làm học sinh á, mà thầy đem bài của học sinh thầy chấm thôi, chứ thầy không có làm giáo viên. Thầy có thể like về tranh đề tài phong cảnh quê hương được không thầy? Có em, đó là bài của lớp 9 á. Thì chấm xong 3 năm lớp 8 đi, thì mình sẽ tới bài của lớp 9. Lớp 9 đã nộp xong hết rồi, nhưng mà chưa có tấu chấm thôi. Thầy có biết nói không thầy là sao? À, đâu có, nãy giờ robot nó nói, thầy đâu có nói gì đâu. Em cho thầy tim, cảm ơn em. Trời ơi, cho tim quá trời ha, gần 52k tim luôn. Không có ý tưởng vẽ thì sao thầy? Thầy chỉ em cái nè, khi mà em không có ý tưởng á, em nên ngừng lại. Và em hãy suy nghĩ cái gì mà mình thích nhất, phong cảnh hoặc là một cái món đồ hay là cái gì đó mà mình thích nhất trong đầu. Rồi mình nghĩ tới cái chất nhạc, cái chất thơ liên quan tới cái đó để mình có cảm hứng mình làm hơn. Thầy có thể like về chăng? À, nãy trả lời rồi ha. Em lớp 8A1 nè thầy, bài em được 10 điểm mà thầy. Bài em hả? Bài em tên gì? Em thích nhất vẽ thư pháp lắm ấy. Trời ơi, nếu như gần ở thành phố cứ đến nhà thầy học nè, hai ba bạn xúm nhau học vui quá trời luôn á. Thầy phát bài cho lớp em đi. Chưa, gom bài xong hết đi rồi phát lộn xộn mất công, mai mốt nó thầy chưa phát nữa đòi bài của thầy nữa sao? Cái gì vậy em Cường, cái gì mà dặn thầy rồi? Thầy ơi, em vẫn chưa biết tô mảng sáng tối, chưa biết là từ từ thầy chỉ cho. Khổ ghê, sáng tối là mình dựa theo ánh sáng nha. Ví dụ như mặt trời ở hướng này thì cái phần sáng nó sẽ nằm ở cái phía mặt trời, cái phần ở ngoài sao nó có che khuất á, thì nó phần đó là phần tối, là sáng tối á. Hello em, hello bạn GV Bo. Thầy có thể like về tranh đề tài phong cảnh quê hương không? Có, nhưng mà để sau khi chấm lớp 8 xong mà sẽ tới lớp 9 nha. Lớp 9 là đề tài về quê hương phong cảnh. Thôi thầy nói này, để thầy cho các bạn xem cái tư liệu tranh phong cảnh của thầy vẽ nha. Để ai mà đang học cái bài này á, mình có cái kiến thức luôn. Rồi đợi hẹn tí. Đợi một tí nha.
Trang trí đường viền với họa tiết thời lý đó là thuộc cái nhánh trang trí vốn cổ nha em. Thì cái đó em lên mạng em search ra những cái họa tiết trang trí cung đình đó, để em thích nhất cái họa tiết nào thì mình sẽ vẽ lại cái họa tiết đó thôi, sau đó mình sẽ trang trí mảng lên là xong. Lớp 9 mà vẽ đẹp như họa sĩ. Ủa đâu có, cái này bài của thầy mà. Lớp 9 chưa có chấm. Mới nó xong đem bài lên cho xem, cái nó bài lớp 9 buồn ghê á. Thầy tặng tranh đó cho em nhân dịp 20 tháng 10 đi thầy. Ủa, em là phụ nữ hả? 20 tháng 10 là quốc ngày phụ nữ Việt Nam mà. Thầy chấm xong hết trơn rồi mấy bạn ơi, mấy bạn vô sau một tí á, thầy cho xem tranh là lớp 8A1 nha, lớp vẽ rất tốt, mình phải nói như vậy á, cực kỳ đã mắt luôn. Rồi giờ cho xem này nha. Bộ học thêm hả? Các bạn nhắn qua Zalo cho thầy đi, vô cái trang của thầy á, nó có cái đường link á, các bạn nhắc vô đường link đó thì nó sẽ có cái phần Zalo và Facebook. Các bạn kết bạn một trong hai đó đi rồi nhắn tin đi cho thầy để thầy tư vấn cho nha. Học thêm á, các bạn á học online, mình sẽ học theo nhóm cho nó dễ, một nhóm là khoảng 5 đến 6 bạn gì đó để thầy dễ nhận xét bài. Và nếu như học trực tiếp á thì thầy ở quận Bình Tân ở cuối đường Lê Văn Quế á, thì khi thầy không có thể nào mà tiết lộ cái địa chỉ ở trên đây được nha, thông cảm giúp thầy. Nhắn tin riêng đi thì thầy sẽ cho địa chỉ và số điện thoại cụ thể để dễ liên hệ hơn ha. Học phí học online thì dao động, thầy dao động theo nhóm nha, ví dụ như đông á thì học phí nó sẽ rẻ hơn, còn mà thấp á, ít bạn học á, học phí sẽ cao hơn ha. Thì trung bình nó là khoảng từ 400 cho đến 600 thôi chứ không không cao đâu. Nhưng mà học với thầy là phải chịu khó nha, chịu khó vẽ nha, không có nợ bài đó, nợ bài là bị dồn bài mệt luôn. Thầy sử dụng màu nước nha em, thầy chơi màu nước không à, màu nước với bút sắt. Tranh này là robot vẽ đó em hỏi một câu thầy không biết trả lời em sao luôn. Đây là tranh bút sắt. Đúng rồi, đây là tranh ký họa đó em. Mình nhìn tư liệu thực tế để mình đi ký họa là. Đấy. Cái này là cái lô bài này thầy ký họa ở Bình Phước á. Ở xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Nhớ em không thầy? Nhớ. Nhớ em nha. Nghệ vị thầy. Ghê quá. Nghệ vị thầy là nghệ gì sao? Thầy vẽ màu nước bình thường thôi em, mấy cái màu màu nước mà cái hạng kiểu như hạng của họa sĩ á, gì Sakura, Butter, rồi mấy cái màu bột á, màu bột chuyên dụng. Cái gì vậy? Chỗ em dạy thêm có 50 ngàn cái là sao? Là một tháng 8 buổi có 50 ngàn à hả? Dạy xong chắc là thầy cô là kiểu như dạy vì đam mê hay sao rồi đó. Chắc là em ở quê rồi. Ồ, nghe gọi là đẹp á hả? Cảm ơn em. Có bức nào sắp giàu không thầy? No, tôi không vẽ sắp giàu nhé. Thầy dạy vì đam mê đi thầy. Ủa, dạy vì đam mê là sao em? Thầy đi dạy ở trường em là nó chưa đủ đam mê hả? Trường em là cái trường mà tôi nói là quậy nhất trong cái cuộc đời đi dạy của tôi đó. Mà tôi vẫn dạy với một cái điều kiện hợp đồng nó không cao bằng những cái nơi khác đó. Mà tôi vẫn dạy đó. Ghê chưa? Vậy dạy vì đam mê mà chủ yếu vô bỏ đầu mấy đứa mà hư hư thôi chứ hả, lương bổng gì tầm này đúng không? Thầy đâu phải người đâu, thầy là robot. Trời ơi, chờ chỗ dạy thêm 5.000 thôi dẹp luôn đi, dạy chi nữa, nghỉ khỏe. Tôi là tôi chưa thấy cái lớp nào như cái lớp này á. Đúng rồi đó, từ đó tới giờ luôn á, tôi là tôi đi dạy tôi chưa thấy cái lớp nào như cái lớp này, ghi lên sổ đầu bài hoài mà còn khoái lắm. Thầy kể cho nghe nè, hôm bữa ghi ghi tên bạn lớp 8A5 hả, hôm nay có thành viên là lớp 8A5 vô xem live không? Trời ơi, ghi tên Tuấn Vĩ, lớp phó trật tự mà nó mắc trật tự còn hơn người ta nữa. Ghi tên nó lên cái nó kêu gì nè, thầy ơi hỏi sao, khoan để em chính tay em ghi tên em lên sổ đầu bài. Trời ơi, mà nó còn vui nữa, nó ghi tên nó vui lắm, không thể tưởng tượng được mà.
Rồi, tiếp theo mấy cái này là nó bị bình thường quá thôi á, cho nên các bạn chỉ tham khảo thôi nha, làm ơn đừng copy. Hồi 60k tim rồi kìa, gần 61 rồi. Sao bữa nay tim nhiều thế nhờ? Này là cái này là cái kiểu như là cái này là cái ngọn suối á các bạn. Thì cái góc của thầy lấy á thì cái khúc này rất là đã, nhưng mà thầy lấy hay có phong cách vẽ nét của Nhật Bản ha. Thành ra là khi cái sóng gợn theo cái chiều của nước á, mà trong tranh Nhật Bản khi các bạn mà nhìn vào á, cái độ mờ của từng nét nó rất là đã luôn. Tụi mình lật đổ thầy, bắt thầy dạy phi đi. Mơ à? Đúng rồi, để thầy dạy phi cho. Hiện tại thầy đang dạy phi cho các bạn nè. Đó, tôi đang ngồi trên live này là tôi đang dạy phi á. Không có gì hết trơn mà còn mang cục tức nữa. Thấy ghê chưa? Thầy vẽ trên giấy canh sông. Canh sông là giấy chuyên dụng vẽ màu nước. Canh sông mỏng hoặc canh sông dày là tùy các bạn vẽ thôi nha. Vậy cảm ơn bạn nha, cảm ơn chị đã tặng quà cho em. Em vẽ phong cảnh thì đẹp mà vẽ con người là xấu à? Ồ khổ thế nhở. Thế mình chịu khó mình tập nhiều hơn đi nha em ơi. Tố cáo thằng phay nãy. Chưa thầy. Chưa em ơi, có gặp nó ở đâu mà tố cáo, chắc nó chặn thầy rồi. Nó chặn mình trước rồi, mình chưa có báo cáo nó nữa. Được em, mấy bạn tặng quà cho thầy luôn á hả? Các bạn có đủ để tặng quà không mà tặng lắm thế. Nhưng mà các bạn tặng thì thầy nhận thôi. Thầy không có dám từ chối gì hết trơn á. Mất công phụ lòng mấy bạn lắm, đúng không? Báo trước nha, tới 20 tháng 10 á là tôi là hoa là nhiều lắm á nha. Kiếm cái gì đó khác khác lạ lạ hay hay ho ho rồi đó tặng đi. Năm nào cũng hoa quá trời, để giáp phòng hết trơn á. Rồi gấu bông nữa. Tặng gì mà tặng dữ không biết nữa. Báo trước đó nha, mấy thành viên của cái trường của tôi đang dạy. Rồi, quên nữa, thầy cho các bạn xem lại cái bài của lớp 8A1 hôm nay nè. Ha, coi một lần nữa đi rồi mình xong. Vậy em, không tặng cái vàng. Vàng gì mới được, không nói hay ghê vậy. Nó nghe đáng sợ quá. Nè, thấy chưa? Ở trong cái tượng nó còn có bốn câu nè. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, cho tâm thanh thản, cho lòng bình an. Bởi vậy đó, la lên nó có người hả? Nói tôi này, nói tôi kia, tôi đâu có dám làm gì ai đâu. Tôi đâu có dám chửi ai đâu. Thấy ghê không? Tại vì nhắc nhở rõ ràng trước mặt luôn nè. Khổ lắm. Hay, chấm 10 điểm cũng bị nói, chấm 1 điểm cũng bị nói nữa, mai mốt nghỉ chấm luôn. Thầy cho xem điểm luôn hả? Nè để thầy cho xem điểm nha. Rồi bà này 9,5 điểm. Rồi tiếp theo. Bài này 8,5 điểm. Rồi tiếp theo bài này 9,5. Công lý ở đâu hả? Công lý ở quận mấy đó thầy quên rồi. Chú công lý ở quận mấy thầy quên rồi. Còn ai vô hỏi công bằng á thì liên hệ ký túc cơ công bằng nha, ở Cà Mau. Hỏi coi anh có lên Sài Gòn chưa thì liên hệ kiếm anh nha, chứ thầy không biết công bằng ở đâu hết trơn á. Đừng vô hỏi công lý với công bằng nữa, mệt mỏi quá à. Ừ, nghỉ chấm cho mừ hết đi. Khỏi dạy luôn, khỏi tiến bộ luôn, khỏi nhận xét mất công. Hao hơ tổn sức mình à. Thấy không? Mà không biết nhận xét nó có nghe không nữa. Trước mắt nó nghe, sau lưng nó chửi nó xấu mình, nó nói ông này hả, môn của ổng, ổng làm như là môn ổng là cái có duy nhất của mình môn ổng hay sao, lạng quạng dám lắm đó. Chứ gì nữa này mà ơi. Ủa này 9,5 chứ nhầm, biết sao không, nó bị sai vì cái bóng ngã. Trời ơi, chào chị Ngọc, hôm nay mới thấy chị Ngọc xem like của em ta. Trời ơi Mary, hôm nay em lên bảo tàng mỹ thuật thành phố thăm chị. Hôm bữa em có lên bảo tàng nhưng mà không có thấy chị á, cái hôm mà triển lãm của ba họa sĩ người Pháp á, ba idol của em đó, lên in tranh đồ họa tặng em quá trời luôn, xếp hàng muốn chết. Kiếm chị mà không gặp.
Lớp 8A2 hả? Lớp 8A2 thầy chấm chưa? Thầy quên rồi ta. Lớp 8A2 thầy chấm rồi rồi. Không có cho coi nữa. Bữa nay chỉ có 8A1 thôi. Chị xem nãy giờ. Trời ơi cảm ơn nha chị Ngọc ơi. Chị có xem là em mừng rồi đó. Xem đi mai mốt chị phót em chứ gì. Đúng không? Xem để phát hiện ra cái gì đó để phót em chứ gì. Nó là ông thầy giáo này là bắt bẻ học sinh rồi các kiểu rồi đó. Chấm không công bằng rồi đó đúng không? Gì trời, cái chuyện mà nói xấu giáo giáo viên á là đề tài môn thở rồi á. Rồi á trai, đúng rồi á chị. Không biết ở trong live mình có phụ huynh nào coi không, em không biết, nhưng mà có coi thì em cũng kiểu thông cảm cho em. Em cũng sang chấn tâm lý quá mọi người. Giờ làm giáo viên nó tốt dữ lắm nó cũng chửi nữa. Mà ghét nó cũng chửi luôn, mà vô im lặng nó cũng chửi nữa. Cái gì nó cũng chửi mình hết trơn. Khổ lắm. Đi làm dâu trăm họ đó. Thầy ơi nhớ em không thầy, em là Jennifer. Không nhớ. Không nhớ Jennifer gì hết. Cho xem bài cái chậu đi thầy. Trời đất ơi trả bài hết rồi xem gì nữa em ơi. Thầy chưa coi điểm. Cái thầy dẹp qua bên. Coi điểm gì nữa khỏi đi em ơi. Thứ bảy chủ nhật chị không có đi làm hả chị Ngọc? Dạ em biết rồi, để mai mốt thứ hai em lên em sẽ làm phiền chị. Dạ 6A1 không có. Ngọc Trân thì em không biết là đây là nếu phụ huynh hay là anh chị hay là bạn bạn các bạn học sinh thì em không biết nha, nhưng mà lớp 6A1 em không dạy khối 6, em lớp khối 7 em chỉ dạy có một lớp 7A4 thôi à. Rất công bằng nha em. Dạ cảm ơn chị Ngọc, em công bằng lắm, chứ em không công bằng là nãy giờ em đâu có dám like đâu. Vậy đó chứ mà đăng clip lên là xúm nhau chửi á, chấm không công bằng, bài 6 cho 10. Bài đẹp á, ủa bài đẹp thì cho 1 điểm, khổ lắm. Cho em xem bài 82 đi thầy, dân đẹp trai. Thôi được rồi nè, đừng nịnh. 82 dẹp rồi, không có cho coi. Nói chứ tí thầy cho coi lên cái nữa rồi mình nghỉ nha. Đủ lắm rồi đó. Thầy dạy ở trường trung học cơ sở quận Tân Bình nha em. Nghệ thuật là sự bùng nổ hả? Nghệ thuật sao cho nó giống bơm dữ vậy? Thầy đang nghe thầy tưởng em đang bỏ cái bơm B52. Thầy ơi em đói bụng, để thầy nấu cho em ăn. Em tiêm nhiều mà thầy bơ em luôn. Đó giờ thầy đâu có bơ nữa, tại nãy giờ thầy không thấy thôi. Sorry nha. Thôi muốn coi live lớp 9. Thôi để chừng nữa ha coi. Bây giờ không phải là bài của lớp 9 ấy. Đừng coi bây giờ. Y thương quá trời, 10 giờ rưỡi rồi nghỉ ngơi đi em. Dạ em sắp nghỉ rồi nè chị Ngọc ơi, tại vì thương các bạn nó lên đây chia sẻ đồ chấm điểm đồ góp ý đồ cho các bạn ở khắp nơi trên mọi miền đất nước á, mình làm bài tốt hơn thôi chứ trời ơi lương bổng của tôi hả, mà tôi dành 1 tiếng rưỡi ra để tôi nói nhiêu đây, khang khô cổ họng gì là phải là cả triệu bạc rồi đó. Thầy ơi thầy dạy vẽ 20 tháng 11 em tặng thầy cộng gom được không thầy? Khổ tâm quá. Có cái giá nào nó đắt cả, nó đắt hơn không? Thầy có vẽ A0 này không? Thầy vẽ to hơn A0 nữa em ơi. Like nào thầy em cũng coi. Dễ thương quá thầy cảm ơn em. Thầy biết trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản quận Bình Tân không thầy? Ý Trần Quốc Toản hình như là thầy biết nè. Tại vì thầy ở Bình Tân. Hình như thầy có đi ngang đó. Ở đó cái đường nào thầy quên rồi thì không có nhớ đường. Mai mấy giờ thầy like? Ngày mai 9 giờ nha. Tại vì thầy dạy thư pháp xong là 8 giờ rưỡi. Rồi 9 giờ thầy sẽ vô like. Một tô mì 2 trứng nha thầy, cảm ơn em. Mà 2 trứng cuốt nha. Thầy bơ em hồi nào? Hả? Cái gì đó, chú cá đành đạch. Uống nước đi thầy. Đâu có em, nước nãy giờ là uống hết 1 ca rồi đó, khổ lắm. Thầy ơi, sao lúc em vẽ thì thấy xấu mà lúc em được khen thì em thấy nó đẹp, là em vẽ xấu hay đẹp vậy thầy? Là xấu đó em. À, giáo viên thấy em tâm đắc quá cho nên khen đẹp. Em tặng thầy hộp bút Thiên Long nha thầy, cảm ơn em. Bút nhà thầy rất nhiều. Em vẽ báo tường A0 chết rồi. Ừ, trường thầy cũng làm báo tường nè. 26/11 làm báo tường ấy. Khổ A0. Đầu tháng 11 là bắt đầu làm rồi. Còn lớp 9 á, là làm báo tường với lại thiết kế sân khấu.
Mình nên vẽ màu nước hay màu sáp vậy thầy? Em thấy em thích chất liệu vì gì á thì em vẽ màu đó thôi ha, không có bắt buộc lắm. Nhưng mà khuyến khích vẽ màu nước. Mai Lai về lớp mấy gì thầy? Mai Lai lớp 8A3 hay 8A4 gì đó? À chắc là 8A4 quá. Quê thầy ở An Giang. Thầy ở miền Nam, đúng rồi, thầy ở miền Nam, thầy ở An Giang. Thầy giáo có tâm nhất quả đất. Trời ơi, cái gì vậy? Thầy giáo có tâm nhất quả đất, mở mặt hậu là sao chị? Là anh Hậu đúng không? Cái này là chị khen anh Hậu đúng không chị Ngọc? Thầy dạy trường nào ở Bình Tân á thầy? Bạn Kerry Trần. Dạ bạn ơi, mình dạy ở quận Tân Bình nhưng mà nhà mình thì ở đường Lê Văn Quế ở Bình Tân. Trường trung học cơ sở nha bạn. Lý Thường Kiệt. Dặn thầy luôn, dặn đi em, dễ làm đạch chết đi. Thấy thương ông á, ông anh tôi quá bị học sinh ăn hiếp hoài. Khổ lắm anh Hiếu Lộc ơi, học sinh ăn hiếp dữ lắm. Ta nói hả, lên trường đâu có dám hó hé gì đâu. Tâm sự mỏng nè, lên trường á hả, thầy cô nào mà la cái nó xúm nhau, nó đâm lủng bánh xe, nó lấy dao quá hả, nó gọt cái yên, khổ quá. Thôi bây giờ cũng trễ rồi nha các bạn ơi. Những cái comment nào mà thầy chưa có trả lời xong á thì thông cảm giúp thầy nha, tại vì cũng trễ rồi á. Em cũng cảm ơn là anh Hậu với chị Ngọc xem like của em nha. Trời ơi, ở đây á, anh Hậu á, là giáo viên mỹ thuật, còn chị Ngọc á, là làm ở trong bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh chị rất là giỏi luôn, cho nên là rất cảm ơn hai anh chị xem like của em. Chúc hai anh chị là luôn luôn là hạnh phúc nha. Nhớ chừng nào có đám cưới mời em đi đó. Rồi bây giờ cảm ơn các bạn đã xem like của thầy. Nhớ cho thầy một follow nha đối với những bạn mới. Rồi ngày mai thầy cũng like nữa, 9 giờ thầy like. Với lại thầy nói này, có những cái nick nó giả mạo cái nick của thầy á, nó để cái hình giống y chang luôn. Rồi cái tên y chang luôn, copy cái clip y chang luôn. Rồi thành ra là chắc là block thầy rồi, thành ra khi thầy kiếm á, thầy tìm không thấy. Nhưng mà khi các bạn xem á, các bạn để ý cái phần mà giới thiệu ở cái phần tiểu sử á, nó có cái phần cái đường link á thì chỉ có cái nick của thầy mới có thôi nha, là trong đó có thông thông tin về Zalo với Facebook luôn, còn những cái nick khác là không có. Cho nên các bạn để ý nha, kẻo như mất công mình mệt mỏi lắm. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp nha, giải bài thật là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn. Bye bye.